Hello, mình xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục lên video chia sẻ kinh nghiệm làm bông đón Tết cho những cây hoa giấy cho cô chú anh chị tham khảo nha. Cụ thể video này mình sẽ cập nhật lại cái cây hoa giấy Mỹ mà mình đã chia sẻ hướng dẫn mọi người cách làm bông đón Tết cho nó này bằng phương pháp hãm nước ha. Đến nay sau khi trải qua cái quy trình hãm nước của mình thì cây nó như thế nào rồi, và cũng sẽ hướng dẫn mọi người những cái công đoạn tiếp theo mà mọi người cần phải làm và những điều mà mọi người cần phải chú ý để cái quy trình nó thành công tốt đẹp ha, để giúp anh chị cô chú Tết nay có những cây hoa giấy Mỹ thật là rực rỡ và bông trùm trùm để mình chơi Tết nha mọi người. Thì cái cây này là cái cây hoa giấy Mỹ Rin ha, mà mình đã lên clip cách đây được khoảng 15 ngày rồi mọi người. Đó, đến nay thì đã xong quy trình hãm nước của mình rồi ha. Thì cái quy trình khi nào mình cũng phải lên sớm cho anh chị cô chú miền Bắc tham khảo ha. Còn mình ở miền Trung nha mọi người, cho nên cái cây hoa giấy Mỹ này khi mà vào Tết kiểu gì cũng nở sớm mọi người, không thể nào nở đúng Tết được ha. Bởi vì mình là miền Trung thì thời gian làm bông cho những cái dòng hoa giấy Mỹ này nó sẽ dao động khoảng từ 65 cho đến 75 ngày. Còn những anh chị cô chú ở miền Nam đó thì sẽ dao động từ 60 cho đến 65 ngày ha. Những cái điều mà cần chú ý về cái số ngày làm bông, căn làm sao cho nó chuẩn xác nhất thì mình đã lên một video rồi mọi người. Mình đã lên một video hướng dẫn chi tiết cách làm bông cho cây hoa giấy Mỹ rồi ha. Đó, ở cái video này thì mình đã nêu rất là chi tiết về những cái việc mà cô chú anh chị cần phải chuẩn bị trước khi làm bông này, bao gồm xử lý đáy chậu, miệng chậu và những cái góc đặt cây, và những cái chậu to, chậu bé thì phải chỉnh như thế nào cho nó phù hợp với khí hậu nhà anh chị, xả tàn vặt lá như thế nào thì mình cũng đã lên rồi ha. Nếu cô chú anh chị nào chưa xem được cái video mình hướng dẫn chi tiết cách xả tàn làm bông cho cây hoa giấy Mỹ này thì mọi người nhấp ngay xuống phần bình luận của video này, cái chỗ mà mình ghim đó mọi người, nhấp vô đó ha. Còn video này thì mình sẽ không nói dài dòng và hướng dẫn chi tiết lại cho anh chị cô chú nữa, mà mình sẽ vô chủ đề chính của video ngày hôm nay luôn ha. Và hiện tại những anh chị cô chú nào mà ở miền Trung giáp những cái tỉnh phía Bắc mà hàng năm có khí hậu lạnh và mưa nhiều vào dịp Tết thì bây giờ mọi người sẽ tiến hành làm bông cho những cây hoa giấy Mỹ này cho mình luôn nha. Đó, làm theo cái video ở dưới phần bình luận của video này nha mọi người. Mọi người nhấp vô đó để xem cái cách làm chi tiết ha. Còn đối với những anh chị nào mà ở miền Trung á, không có giáp những cái tỉnh phía Bắc mà khí hậu thuận lợi, gần Tết thì có nắng nhiều, thì mọi người trừ lại cho mình khoảng 10 ngày tính từ thời điểm bây giờ nha. Còn những anh chị cô chú nào mà ở miền Trung giáp những cái tỉnh phía Nam có khí hậu thuận lợi mà hàng năm gần Tết á, nó nắng ấm và ít mưa, thì mọi người trừ lại cho mình 10 ngày nữa mình mới tiến hành làm bông cho cây hoa giấy Mỹ này nha. Còn những anh chị nào ở miền Trung mà ở giữa ha, không giáp những cái tỉnh phía Bắc mà cũng không giáp những cái tỉnh phía Nam, mọi người nằm ở giữa, khí hậu hàng năm ở mức trung bình, thì mọi người trừ lại cho mình khoảng 5 ngày nữa sẽ tiến hành làm bông Tết cho những cây hoa giấy Mỹ này nha. Còn tất cả những dòng còn lại như giấy ta, ví dụ như những dòng giấy sắc pháo này, giấy hai màu này, đỏ cờ ta này, trắng ta này, rồi những cái dòng ghép ví dụ như hồng gân này, tím tuyết này, mã lai này, rồi tím pháp này, vân vân mọi người, rất là nhiều ha. Nói chung là những cái dòng hoa giấy ghép giống mới mà cái mức ra bông nó ở mức bình thường và dễ ra bông á, thì khi nào tới thời điểm thì mình sẽ lên chi tiết cho anh chị cô chú tham khảo nha. Anh chị cô chú hỏi rất là nhiều về những cái dòng này và những cái dòng Thái và dòng Cẩm Thạch nữa. Những cái dòng đó thì chưa có tới thời điểm làm bông của những anh chị miền Bắc luôn mọi người, cho nên mình chưa có lên clip ha. Hiện tại thì anh chị miền Bắc đã bước vô cái quy trình làm bông cho giấy Mỹ này và những cái dòng giấy đổi màu khó ra bông rồi ha. Đó, và mình cũng đã lên video rồi. Còn khi nào mà tới thời điểm làm bông những dòng còn lại, chắc ăn là mình cũng sẽ lên video thật là chi tiết như những cái dòng hoa giấy Mỹ này để cho mọi người xem và tham khảo làm theo ha. Đối với cái dòng hoa giấy Mỹ này, như anh chị cô chú nào mà theo dõi mình từ năm ngoái đến năm nay á thì sẽ biết ha, mình sẽ làm bông rất là đặc biệt cho những cái dòng hoa giấy Mỹ này. Đó là mình làm dài ngày nhất, và khi làm á thì mình cắt cành và xả sạch lá ha. Hãm một lần duy nhất nha mọi người, như những dòng khác thì mình hãm từ 3 đến 5 lần ha. Còn những cái dòng này mình hãm một lần duy nhất khi vặt sạch lá, mình hãm từ 10 đến 15 ngày. Những cái cây mà ở mức độ trung bình và lớn á thì mình thường hãm 15 ngày nha. Những cây mà nhỏ thì mình chỉ hãm từ 10 đến 12 ngày thôi. Đó, thì anh chị cô chú đừng có lấy cái quy trình của dòng hoa giấy Mỹ này áp dụng cho những dòng hoa giấy còn lại nha. Bởi vì những dòng hoa giấy còn lại thì nó không giống cái cây hoa giấy Mỹ này mọi người. Đó, cho nên kiểu hãm nước và cái cách hãm nước cũng sẽ khác nha. Và cái nguyên nhân vì sao mà vặt lá, nguyên nhân vì sao mà không áp dụng chung được thì mình cũng đã giải thích rất rõ ở cái video đầu tiên mà mình hướng dẫn mọi người cắt tỉa làm bông rồi ha. Anh chị muốn biết chi tiết và muốn xem cách làm chi tiết á thì mình xin nói lại một xíu ha, là mọi người nhấp xuống phần bình luận của video này để xem lại nha.
còn cây này đến nay thì được 15 ngày rồi mọi người. Đó, bầu đất thì vẫn khô queo luôn ha. Đây, mình chưa có tưới dặm lại cho cây luôn nha mọi người. Đó, bầu đất khô nứt nẻ ra đây này. Đây, anh chị cô chú nhìn này, chất trồng của mình đảo á, 50% là đất, 50% còn lại xôi dừa, trầu sống và phân chuồng khoai mục. Cộng với cái chất trồng thoát nước, đáy chậu xử lý tốt thì cây thoát nước rất là nhanh mọi người. Mình hãm chỉ có 2 ngày thôi là cái bầu đất nó khô rang như vậy đây. Đến nay thì được 15 ngày luôn mọi người. Những anh chị nào mà sợ cây chết á thì mọi người vô đây xem này, nó không chết đâu nha mọi người. Đó, 15 ngày hãm nước không xin nhê gì đối với cái dòng hoa giấy Mỹ này đâu. Mọi người yên tâm nha. Và sau khi trải qua 15 ngày hãm nước thì đến nay trên tất cả những cái đầu cành cây nó đang ra lá và đọt được như thế này đây mọi người. Đó, ra đều hết luôn ha. Đó, anh chị cô chú nhìn này, ra đều hết luôn, tất cả những cái đầu cành luôn. Mặc dù mình hãm nước, mình không có tưới nước nhưng mà cây nó vẫn phát triển, nó vẫn ra lá này. Nhưng mà cô chú anh chị mình có thấy một cái đặc điểm gì nó khác thường không ạ? Những cái lá này nó không có xanh, nó không có vươn như những cái ngày bình thường ha, mà mặt khác nó cằn lại nha mọi người. Đó, nó cằn lại này, cái ngọn nó khít khít này ha. Để mình lấy nét cho mọi người dễ nhìn nha. Đây, ví dụ như những cái ngọn này, đấy anh chị cô chú nhìn này. Đó, nó cằn tít tít lại luôn ha, nó không có xanh mơn mởn như mọi lần nha mọi người. Tất cả những ngọn này đều thế ha. Đó, mọi người nhìn này. Đó, ngọn nào nó cũng cằn cằn lại vậy ha. Khi mà anh chị hãm nước sau 15 ngày cây ra được những cái đọt như thế này thì mới gọi là thành công nha. Đó, anh chị nhìn này, nó ra nhưng mà nó ra theo cái kiểu mà thiếu sức sống đó mọi người, rất là cằn ha, cằn cằn tịt tịt ở đầu ngọn đây này thì mới ôm bông được nha. Còn cô chú anh chị mình mà làm á, cây nó vươn đọt ra xanh tốt á thì quy trình hãm nước đó có vấn đề rồi. Có thể trong quá trình hãm nước cô chú anh chị mình để cho nước mưa vô này, nhiều khi anh chị cô chú mình quên, anh chị cô chú mình để ngoài trời mưa đó, không có phủ những cái ni lông như mình nói đây này, đó, dẫn tới nước mưa nó vô thì quy trình nó bị hỏng mất, nó chưa có thành công được ha. Đó, nó phải cằn cằn như vậy thì mới thành công nha. Đây, đây, đó, trời thì hơi tối rồi cho nên mình lấy nét cũng hơi khó xíu, mọi người thông cảm xíu nha, nó hơi mở xíu này. Đó, những cái ngọn mà nó khít khít như vậy thì mới thành công nha. Nó ra mà nó không có vươn được mà nó khít khít như vậy này, đấy, thì sau cái quy trình mà mình tới dặm mình vô phân kích bông thì nó sẽ bắn ra những cái nụ kim và cây hoa giấy sẽ ra bông chùm chùm cục cục ha. Đó, và đây thì mình cũng có lấy một cái đọt hoa giấy ở mức độ bình thường, cũng là đọt hoa giấy Mỹ ha, ở mức độ bình thường để so sánh cho anh chị dễ hình dung này. Những cây hoa giấy Mỹ này, đây, cái cành hoa giấy Mỹ này thì mình không có hãm nước ha. Đó, cô chú anh chị nhìn này. Đấy, cái ngọn nó ra này. Đấy, xanh mơn mởn luôn ha. Nó ra nó không có bị tịt lại như cái cây hoa giấy của mình hãm nước này. Đây, so sánh hai cái ngọn này đi. Đó, bên trái đây là cái cây hoa giấy Mỹ bình thường này. Còn cái ngọn bên phải này là cái ngọn mà mình hãm nước này. Đấy, cô chú anh chị thấy khác biệt không ạ? Đấy, những cái ngọn này thì nó xanh tốt hơn và nó sẽ vươn, có những cái đọt nó ra sẽ rất là mập này. Đó, những cái lá ra rất là mập, xanh đẹp này. Còn những cái ngọn mà mình hãm nước đó, nó cằn cằn đây này. Đó, nó cằn cằn, nó tụt vô trong ha. Thì đây mới gọi là thành công nha mọi người. Đó, anh chị so sánh trên cây hoa giấy của nhà anh chị nha. Nếu mà làm cùng mình, đối với những anh chị cô chú ở miền Bắc đó, mà làm cùng mình đó, mà đến nay khoảng 15 ngày sau mà tất cả những cái ngọn nó ra đồng đều như thế này. Đó, nó ra đồng đều như thế này mà ngọn nào ngọn đấy nó cằn cằn, nó cằn cằn, nó tụt vô trong đây thì sẽ gọi là thành công nha cả nhà. Đó, như vậy là thành công rồi. Như vậy thì mình chỉ cần tưới dặm và vô phân kích bông thôi, đảm bảo cây này sẽ phun hoa vào dịp Tết ha. Năm ngoái thì cũng thế thôi mọi người. Quy trình của mình thì năm ngoái, năm kia hay năm nay đều giống nhau. Và phân bón kích bông thì cũng vậy. Quy trình của mình thì anh chị cô chú biết rồi, rất là hiệu quả từ năm này qua năm khác ha. Cây hoa giấy vẫn bền qua từng năm. Cây hoa giấy Mỹ này năm ngoái như thế nào, năm nay vẫn y vậy. Tất cả những cái đầu cành còn nguyên luôn cả nhà. Đó, mình không có cần phải cắt tỉa đi đâu luôn. Đó, cành nó không có bị chết cành bỏ nhánh ha. Đó, rất là mạnh luôn mọi người, rất là mạnh và chơi rất là bền ha. Ra bông thì chùm chùm cục cục rất là đẹp luôn. Cho nên quy trình của mình sẽ không cần phải thay đổi nha. Rồi, nói tóm lại như thế này, sau 15 ngày mà anh chị cô chú quan sát trên cây hoa giấy Mỹ nhà mình mà nó được cái tình trạng như thế này thì ok rồi, không sao hết ha. Đó, như vậy thì mình sẽ tiến hành tưới dặm và vô những cái dòng phân kích bông cho nó, thì Tết nay chúng ta lại có một cây hoa giấy rực rỡ chơi bông Tết thôi. Còn đối với cái trường hợp mà sau khi anh chị cô chú hãm nước 15 ngày mà cây nó ra những cái đọt xanh tốt như thế này, quy trình thực sự là không ổn. Nếu mà để vậy tiếp tục thì sẽ thất bại nha cả nhà. Hãm cho những cái đọt này nó héo lại, nó cằn lại ha, nó cằn lại như thế này thì mới vô phân kích bông nha. Còn nếu mà nó đang như thế này, anh chị có vô phân kích bông á
thì bông nó vẫn ra nhưng mà nó sẽ vươn đọt thưa và sẽ xấu nha mọi người. Đó, nó sẽ vươn cái đọt cao lên ha. Nó theo cái hình mũi giáo đó cả nhà. Những cái dòng Mỹ này thì cả nhà biết rồi, tốc độ sinh trưởng phát triển rất là mạnh ha. Mình để những cái ngọn này mình vô phân kích bông thì nó vẫn ra bông đấy, nhưng mà nó không có ra chùm chùm cục cục giữ nguyên cái form tàn cho mình đâu, mà nó sẽ vươn dài ra ha. Như anh chị cô chú biết thì cái cây này của mình năm ngoái này nó ra bông chùm chùm cục cục và nó không có bị vươn một xíu nào hết mọi người. Đó, tán nó vẫn giữ nguyên là cái tán bay như vậy ha. Tới thời điểm bây giờ thì anh chị cô chú sẽ bắt đầu tưới dặm cho cây ha. Tưới dặm như thế nào thì mọi người chuẩn bị cho mình một cái cốc nước, gọi là cốc uống bia đó cả nhà. Đó, anh chị cô chú nào mà hay đi uống bia thì sẽ biết ha. Đây là những cái cốc uống bia này, giờ mình sẽ tưới cho nó ha. Phân kích bông đây thì xíu nữa thì mình sẽ đưa cho mọi người xem để mọi người chuẩn bị trước, để khi mà mình vô phân kích bông thì mình không có phải đi mua ha. Đây, mọi người tưới cho mình một cái cốc này thôi. Đó, anh chị cô chú chỉ tưới một cốc này thôi ha. Đấy, sau khi tưới một cốc này thì cây nó sẽ tỉnh lại ha. Đối với riêng dòng hoa giấy Mỹ này thì quy trình rất là đặc biệt. Sau cái lần này thì mình sẽ không có hãm thêm nữa nha cả nhà. Sau 15 ngày anh chị cô chú vặt lá và hãm nước, mà khi cây đạt tình trạng như thế này mình chỉ có tưới dặm cho cây hoa giấy để cho nó tỉnh lại ha. Mới vô phân kích bông nha. Anh chị cô chú lưu ý, khi mà đang hãm nước 15 ngày như thế này, mọi người đừng có vô phân luôn nha. Đó, đừng có vô phân luôn nha. Khi mà cả nhà vô phân luôn á thì cây nó sẽ bị sót rễ và chết đó nha cả nhà. Phải tưới lại cho cây ở mức bình thường đã mới vô phân được nha, chứ không phải là để cây héo queo mà mọi người vô những cái dòng phân kích bông vô như NPK đó, là cây nó cháy rễ, nó hư hết, nó rụng lá, nó chết hết luôn nha cả nhà. Và tưới thì cũng phải tưới như cái kiểu của mình, tưới dặm ha, tưới tăng nước dần đều lên từ 2 đến 3 ngày. Khi mà cây nó tỉnh á, nó tỉnh lại như mức bình thường thì mới vô phân ha. Đối với những cây mà nhỏ nhỏ đó, cô chú anh chị chỉ cần từ 1 ngày thôi là cây đã về mức bình thường rồi. Thì một ngày mình tưới dặm, ngày hôm sau mình có thể vô phân. Còn đối với những cây trung bình thì tầm 2 ngày ha. À, 2 ngày tưới dặm nó về mức bình thường thì mình vô phân. Còn những cây to thì mọi người tưới cho mình tầm 3 ngày. Đó, tưới tăng nước dần đều lên như mình nói, 3 ngày sau đó vô phân ha. À, buổi sáng mình vô 1 cốc, buổi chiều vô 2 cốc, sáng hôm sau vô 3 cốc, chiều hôm sau vô 4 cốc, như vậy tăng nước dần đều lên như vậy. Khi cây tỉnh lại trở về mức bình thường, chúng ta sẽ vô phân kích bông ha. Và cô chú anh chị lưu ý, trong suốt cái khoảng thời gian tính từ thời điểm bây giờ đến khi mà cây hoa giấy rộ bông vào dịp Tết thì mọi người phải kiểm soát nước thật là tốt, không tưới quá nhiều khiến cây nó bị vươn đọt thưa bông thì sẽ rất là xấu. Cô chú anh chị càng kiểm soát nước tốt tới đâu thì ngày Tết cây sẽ ra bông chùm chùm và nó sẽ giữ đúng cái form tàn của mình, nhìn cây rất là đẹp luôn nha cả nhà. Đó, cả nhà phải chuẩn bị cho mình cái áo mưa này này, khi nào cũng phải có trên cây ha. Đó, khi nào cũng phải có trên cây hết, anh chị cô chú không có thể rời cái áo mưa này ra được. Đó, ban đêm là cả nhà cứ phủ lại cho mình, bởi vì khi mà mình ngủ á sẽ có những cái cơn mưa bất chợt ha. Đó, nó sẽ làm cho cái bầu đất này bị dính nước mưa, mà khi nước mưa vô thì cả nhà biết rồi, chứa rất là nhiều đạm ha, cộng với cái bầu đất chèm nhẹp nữa thì cây hoa giấy nó sẽ đi đọt rất là mạnh, và kéo theo đó là nó sẽ phá cái form tàn, cái dáng của cây hoa giấy của mình ha, nhìn rất là xấu luôn. Và cô chú anh chị lưu ý nha, sau khi mà hãm nước cho cây hoa giấy, tưới dặm thì phải tưới đúng như mình nói nha. Hồi nãy thì mình quên có chia sẻ cho mọi người nha, có nhiều cô chú anh chị đó, khi mình tưới dặm đó, mình mới hãm nước xong mà mình tưới quá nhiều nước ha, mình đổ ồ một phát vô gốc này này, đổ quá là nhiều nước từ miệng chậu trôi xuống dưới cái đáy chậu luôn, dẫn tới cây hoa giấy bị sốc nước nha. Thì những cái đọt non mới ra, những cái lá mới ra như thế này đó, thì cây hoa giấy nó sẽ bị rụng sạch xuống ha, rụng sạch xuống đó mọi người, trơ cộng ra ha, thì quy trình là thất bại nha cả nhà. Quy trình như vậy là không ổn nha. Cô chú anh chị lưu ý, tưới đúng như mình nói ha. Sáng tưới 1 cốc, chiều tưới 2 cốc, ngày hôm sau tưới 3 cốc, chiều hôm sau tưới 4 cốc, tăng như vậy đến khi cây hoa giấy tỉnh lại thì thôi, bắt đầu sẽ vô phân kích bông. Và nước tưới cần phải kiểm soát, tưới vừa đủ cho cây trong cái thời điểm khi mà cây bắt đầu hình thành những cái nụ kim đến khi mà cây nở rộ ha. Anh chị cô chú vẫn phải kiểm soát nước nha. Càng kiểm soát nước tốt thì bông sẽ ra rất là đẹp và chùm chùm cục cục ha. Rồi, giờ mình sẽ đưa cái phân bón cho cô chú anh chị tham khảo luôn này, để khi mà đến cái lúc bón phân anh chị cô chú không phải chạy đi mua ha. Giờ mình chuẩn bị trước đi. Đây, thứ nhất đó là đầu trâu 701 phun trên lá ha. Thì cái quy trình nào cũng không thể thiếu được cái đầu trâu này mọi người. Năm nào mình cũng dùng cái phân này nha cả nhà. Đây, kích thích ra hoa này, công dụng chủ yếu của nó là vậy nha. Đầu trâu MK701, thành phần NPK tương ứng là 10, 30, 20 cộng TE ha. Đó, phân này chúng ta sẽ phun trên lá và dưới gốc chúng ta sẽ đi những cái dòng NPK 12, 12, 17. Cái dòng NPK này thì thành phần là đạm 12, lân 12 và 17 kali. Phân này thì sẽ nhiều kali hơn một xíu ha.
sẽ giúp làm cằn cái bộ đấy của cây hoa giấy lại, giúp nó đỡ đi đọt hơn, sẽ rất là tốt cho cây hoa giấy vào thời điểm làm mông Tết nha cả nhà. Cả nhà kết hợp cho mình, bên trên dùng 701 2g trên 1 lít nước, ở dưới dùng 1 thìa cà phê trên 1 lít nước tưới cho cây ha. Đó, cứ 7 ngày làm một lần ha. Đến khi nào cây hoa giấy của chúng ta có những cái nụ to bằng đầu đũa thì chúng ta sẽ ngưng hết những cái dòng phân kích bông này lại. Và tiếp sau đó như thế nào thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người nha. Và khi nào vô phân kích bông thì mình cũng sẽ quay clip chi tiết hướng dẫn mọi người và một số lưu ý ha. Ở đây thì mình chỉ nói trước quy trình cho cô chú chị hình dung thôi. Quy trình là như vậy nha. Rồi, như vậy là mình đã cập nhật lại tình hình cái cây hoa giấy Mỹ mà mình đã lên clip chia sẻ mọi người cách hãm nước làm bông Tết ha. Sau 15 ngày hãm nước thì mình cũng đã chia sẻ cho mọi người cách tưới dặm cho cây này. Và tiếp theo chúng ta sẽ vô phân kích bông ha. Cả nhà đón chờ clip tiếp theo của mình nha. Và những dòng hoa giấy còn lại, cô chú anh chị hỏi mình rất là nhiều. Khi mà tới thời điểm á, mình chắc ăn sẽ lên như những cái dòng hoa giấy Mỹ này và những cái dòng đổi màu mình đã lên trên kênh ha. Mình đều lên chi tiết như vậy nha. Cô chú anh chị cứ theo dõi, đăng ký kênh để khi mình ra video thì cô chú anh chị không có bỏ lỡ nha. Rồi, mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau nha. Bye bye.